Hello, xin chào mọi người, lại là Linh đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với các channel của Linh. Hôm nay thì Linh đã tái xuất với cả video My Perfume Collection Review. Và đây là video mà Linh nhận được nhiều yêu cầu của mọi người nhất trong thời gian vừa qua. Và cũng chính là video đầu tiên về nước hoa mà mình từng làm trên channel của mình từ trước đến giờ. Và mặc dù thì trước đây Linh đã từng làm một cái video về mùi hương với cả mọi người thông qua video nến Thơm Collection Review của Linh rồi. Nhưng mà nhìn chung thì những cái gì mà liên quan đến mùi hương ấy thì Linh cảm thấy nó rất là cá nhân và cũng rất là khó để có thể miêu tả được bằng lời nói. Linh sẽ cố gắng hết sức có thể miêu tả bằng ngôn từ những cái mùi nước hoa mà mình đang sở hữu, giống kiểu như là nó sẽ khiến mình cảm giác thế nào này, hay là mùi hương của nó đối với cả cá nhân của mình thì nó sẽ ra làm sao. Để những bạn mà đang băn khoăn về những cái loại nước hoa mà mình đang sở hữu thì mọi người có thể tham khảo một chút nếu như mọi người có cùng gu cũng như là cùng sở thích nước hoa giống như là Linh. Và trước khi bắt đầu vào video ngày hôm nay thì nếu như mọi người thích chủ đề của video này, đừng quên nhấn like cho video của Linh, comment ở phía dưới cho Linh, cũng như là nhấn nút subscribe cho channel để có thể ủng hộ những cái video thời gian tới của Linh trên channel nhé. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu với cả video ngày hôm nay. Let's go! Rồi đầu tiên là về sở thích nước hoa cá nhân của Linh. Thông thường thì Linh rất là thích những cái mùi gì mà nó thiên hướng theo hương citrus, orange, kiểu như vậy. Và ngoài ra thì những cái gì mà nó hơi kiểu floral, fruity, nhẹ nhàng, không bị quá là over powder và cũng không bị quá là phấn nhiều á. Rất là không thích những cái mùi hương mà nó khiến cho mình cảm giác là mình đang bị lấn át người khác, hoặc là những cái mùi hương mà khiến mình cảm thấy là nó bị nhức đầu hoặc là ong đầu, và nó hơi bị sắc sảo quá, nó hơi bị ập vào người khác quá. Bình thường thì nước hoa thì sẽ có khoảng tầm 5 cái loại phân cấp nước hoa khác nhau cơ, nhưng mà trong video ngày hôm nay thì Linh chỉ muốn chia sẻ 3 cái loại mà điển hình nhất mà mọi người hay nghe tới, cũng như là Linh sở hữu 3 cái loại đấy nhiều nhất. Eau de Cologne hay còn gọi là Cologne, thì cái loại này á, thường nó sẽ chứa khoảng tầm 2-4% tinh dầu thơm, và cái độ bám của nó thì sẽ khoảng tầm dao động từ 1-3 tiếng, tùy vào với cả cái độ giữ mùi của cá nhân. Tiếp theo thì sẽ là Eau de Toilette. Loại này thì sẽ chứa khoảng tầm từ 5-15% tinh dầu thơm nguyên chất, nhưng mà thường thì nó cũng sẽ được pha loãng ra cùng với cả alcohol ấy. Cái độ bám của bạn này á, thì sẽ khoảng tầm 4 tiếng cho đến khoảng tầm 5-6 tiếng, mình cũng thấy là tùy vào với cả cái độ giữ mùi hương. Và cuối cùng thì đó chính là Eau de Parfum. Eau de Parfum thì thường sẽ chứa khoảng tầm từ 15-20% tinh dầu thơm nguyên chất, và cái độ bám mùi thì nó sẽ có thể khoảng tầm 8-10 tiếng. Rồi còn bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu vào với cả chai nước hoa đầu tiên nhé. Đầu tiên đó chính là bạn Jo Malone Orange Blossom. Đây là mùi hương signature cũng như là mùi hương mà Linh dùng lâu nhất, tập lại nhiều nhất từ trước tới nay. Mình dùng mùi này từ đầu những năm mình 20 tuổi, khi mà mình vẫn còn đang đi học. Và mỗi khi mà mình xịt lọ Orange Blossom này á, mình luôn luôn có cảm giác nó kiểu rất là lấp lánh, tinh thần rất là phấn chấn, rất là thoải mái và cảm giác rất là bùng nổ, vô lo vô nghĩ, nó rất là vui tươi, nó rất là kiểu lấp lánh ở trong đầu của mình á. Bạn này đối với cả Linh á, nốt đầu nó bùng nổ rất là nhiều những cái mùi hương cam chanh lẫn lộn, kiểu như là vừa của hoa quýt này, rồi có mùi của hoa cam cũng như là mùi của hoa lily trắng. Linh đặc biệt là rất là thích những cái loại hoa mà nó màu trắng ấy, những mùi hương của nó khiến mình cảm thấy cực kỳ là relax và khiến mình bớt stress hơn rất là nhiều khi mà kết hợp cùng với cả những cái loại hương mùi citrus. Và có một xíu nào đấy mình ngửi thấy mùi kiểu cỏ xanh á, trong này thì có cỏ vetiver hay là còn gọi là cỏ hương bài. Nói chung là cảm giác như là mọi người đang đi chân trần ở trên một cái bãi cỏ và đang chuẩn bị đi hái chanh ấy. Nốt ở giữa thì tất nhiên nó càng bật lên cái mùi của hương hoa cam cũng như là mùi của hoa lily trắng. Nó thực sự rất là đi vào lòng người ấy, và nó sẽ không khiến cho mình cảm giác hơi bị vồ vập quá đối với cả đối phương. Và mùi này ấy, khi mà nó đã bay đi khá là nhiều rồi thì ở mức cuối ấy, nó vẫn sẽ còn những cái chút hương cam này và một chút hương hoa diên vĩ và một xíu xíu những cái gì mà hơi xanh xanh của cái vetiver là hương cỏ bài. Thế nên là lúc nào nó cũng cảm giác rất là mơn mởn cho đến lúc cuối cùng. Và dù như thế nào đi chăng nữa, mặc dù đã dùng rất là lâu rồi, nhưng mà mỗi khi mà dùng hết thì Linh chắc chắn đây sẽ luôn là một cái lọ nước hoa mà mình sẽ mua lại một lần nữa.
Loại nước hoa thứ hai mà Linh muốn nhắc tới đó chính là bạn Jo Malone Natural Blossom. Bạn Natural Blossom này thì có một cái vị thế rất là đặc biệt, đó chính là đây là một cái món quà mà chị gái mình dành tặng cho mình khi mà mình tốt nghiệp đại học, và Linh vẫn giữ nó cho đến tận bây giờ, bởi vì thực chất là cái chai này nó rất là kiểu đánh dấu một cái cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Linh á. Và Linh nhớ là năm 2020 vừa rồi thì hãng cũng đã ra lại cái mùi Natural Blossom này với cả một cái thiết kế hơi nhìn khác hơn một xíu. Linh đang tính là mình nên mua restock lọ đấy, bởi vì không phải năm nào mình cũng có thể mua được lọ này. Mùi hương của bạn này á thì trời ơi, thực sự cũng rất là yêu thích luôn. Nó cực kỳ hợp với cả tính cách của mình. Mới ngửi á, mọi người sẽ ngửi thấy được cái mùi chanh vàng rất là nhiều. Và như mọi người biết ấy, cái mùi chanh vàng thì nó không hề gắt một xíu nào cả. Nó rất là nhẹ nhàng, giống như kiểu mọi người đang uống một cốc lemonade vào một cái ngày hè nắng nóng vậy. Khi mà mọi người ngửi cái mùi này lâu hơn một xíu á, thì mọi người sẽ thấy nó phát ra những cái mùi hương cực kỳ là refreshing hoa quả, như là mùi hoa lê này, rồi có một tí mùi gì đấy như kiểu hơi giống mùi táo. Nhưng mà mình nhớ là trong này không có táo đấy, mà nó rất là fresh ấy. Giống như kiểu như mọi người cắn rụp vào một phát vào một cái loại quả lê, quả táo gì vậy. Nó tạo ra một cái hương aroma cực kỳ là kích thích ở trong mũi của mình. Ngoài ra thì nó cũng sẽ hơi thoang thoảng nhẹ một xíu xíu hoa hồng. Nói chung là nó rất là hài hòa, nó không bị gắt quá, nó không bị nhẹ quá, nó ở mức rất là vừa phải và nó rất là kích thích cái khứu giác của mọi người á. Nốt cuối á, nó sẽ xuất hiện một xíu xạ hương trắng. Mặc dù thì xạ hương trắng Linh không có thích mùi nó khi mà nó ở cái mức độ quá là nồng, nhưng mà xạ hương trắng trong này nó kết thúc ở phía cuối. Thế nên là khi mà ngửi mùi này, nó không chỉ là fresh một cách đơn giản, nhưng mà nó có một chút xạ hương, thế nên nó có cái gì đấy khá là cuốn hút. Rất là highly recommend mọi người stock bé bạn Natural Blossom này mỗi khi mà Jo Malone ra bộ sưu tập limited edition nhé. Tiếp theo là bạn Louis Vuitton Rose de Svens. Sorry mọi người nếu như mà Linh phát âm bạn này bằng tiếng Pháp không chuẩn lắm, nhưng mà đây là một cái lọ nước hoa thứ hai mà chị gái của mình tặng cho mình nhân dịp kỷ niệm Linh tốt nghiệp thạc sĩ ở bên Mỹ. Bạn này thì được ra đời vào năm 2016, đó cũng chính là cái năm mà mình hoàn thành xong cái khóa học của mình ở bên Mỹ. Thế nên là đây cũng là một cái mùi hương khác, nó đánh dấu một cái cột mốc quan trọng khác trong cuộc đời của mình. Khác với cả những cái lọ Jo Malone, lọ Louis Vuitton này nó mang theo một cái thần thái mà nó hơi người lớn hơn một chút, nó hơi tao nhã hơn một xíu, và nó giống như là một cách để mình có thể diễn tả cái sự chuyển mình khi mà mình ở một cái độ tuổi mới, cũng như là hoàn thành một cái gọi là milestone mới trong cái cuộc sống của mình ở hồi đấy. Khi mà mọi người mới ngửi lúc đầu á, nó sẽ tỏa lên rất là nhiều cái mùi hương đào này, cũng như là mùi kiểu cỏ xanh và cái mùi quả lý chua đen ấy. Nói chung là hơi chua một xíu nhẹ nhẹ, nhưng mà nó vẫn có cái sự sweetness balance của cái mùi hương đào. Đến cái nốt giữa thì như mọi người thấy, đối với cả tên của bạn này là Rose de Svens, có nghĩa là nó có rất là nhiều những cái hương hoa hồng khác nhau. Và ba cái hương hoa hồng chính trong bạn này là cái hoa hồng tháng 5 này, là một cái loại hoa hồng rất là đặc biệt mà nó chỉ nở ra vào tháng 5 thôi. Nói chung là có những cái loại hoa hồng rất là tinh túy nhất, rất là thuần khiết nhất. Ngoài ra thì còn có quả hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, hoa hồng Bulgari ở trong này, là nó có thêm một chút cái mix của hoa diên vị Ý. Thế nên là cảm giác như là nó giống như kiểu nó gợi cảm, nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thanh khiết, nó không bị kiểu sexy giống như kiểu Catwoman, nó rất là nữ tính và cảm giác nó rất là thơ mộng. Nốt cuối của bạn này thì nó sẽ tạo nên cái sự quyến rũ nhẹ nhàng giống như Linh miêu tả, giữa sự pha trộn của những loại như kiểu xạ hương này, tuyết tùng này, rồi có một xíu của một chút hồ tiêu, thế nên nó hơi spicy nhẹ nhưng mà nó không bị quá mạnh. Nếu như mà mọi người đặc biệt thích những cái hương hoa hồng chẳng hạn thì mọi người sẽ cực kỳ yêu mến lọ Louis Vuitton này. Tất nhiên thì cái lọ cũng như là vỏ bao bì của nó thì rất là đẹp, và những cái chai nước hoa của Louis Vuitton này thì mọi người chỉ có thể mua được tại Louis Vuitton Boutique thôi. Nó rất là exclusive và thực sự rất là đẹp, từ nắp tới vỏ các thứ này nọ, thiết kế rất là xinh. Dior J'adore Roller Perfume nha mọi người. Nói chung là nó là một cái đầu dạng
kiểu râu á, mọi người có thể bôi ra cổ tay cũng như là ở hai bên gáy cổ như thế này, và rất là tiện để mọi người có thể mang đi và bỏ vào trong túi, rất là tiện lợi. Bạn Dior Jadon này cũng mang lại cho mình cái cảm giác hơi tương tự với như là bạn Louis Vuitton, là nó rất là kiểu mang cái thần thái sang trọng, hiện đại và có một chút gì đấy quyến rũ nhẹ nhàng. Nhưng mà cái sự quyến rũ của bạn Jadon Dior này á thì nó hơi giống như kiểu là hơi khiêu khích, hơi kiểu cố tình gợi mời hơn một xíu. Nó thuộc cái tông mùi hương mà mình thích, đó chính là sự kết hợp giữa những cái loại fruity nhẹ nhàng và những cái hương cam. Khi mà ngửi bạn này á thì mọi người sẽ ngửi thấy mùi kiểu hoa lê này, rồi hơn một tí kiểu fresh dạng kiểu dưa gang á. Nó không tạo nên cái cảm giác là kiểu young, fresh và bubbly, hơi kiểu lấp lánh như là bạn Nancy Blossom mà mình dùng ở những năm đầu 20. Mà bởi vì ở bạn này nốt giữa ấy, nó có những cái mùi hương như là mùi hoa huệ này, rồi nó kết hợp thêm với cả mùi mận thấm đậm, nó sẽ ướp vào người của mọi người và nó sẽ tạo ra được cái mùi nó hơi gợi cảm. Nó sẽ có những cái nốt đệm ví dụ như là xạ hương trắng này, tuyết tùng cũng như là vani, thế nên nó sẽ có cái sự ấm áp và hơi ngọt ngào nhẹ bao trọn quanh lại với cả những cái hương đầu cũng như là hương giữa thế kia. Nếu như mình lỡ tay dùng bạn này quá nhiều, hoặc là mình kiểu ngửi luôn ngay lúc ban đầu mà chưa đợi nó phai đi khoảng tầm sau 30 phút á, thì đôi khi nó sẽ hơi bị cái những cái mùi mà xạ hương với cái tuyết tùng nó hơi mạnh lên một xíu. Nó không hẳn là everyday perfume của mình, nó sẽ là cái loại nước hoa mà mình dùng vào một cái dịp nào đấy mà mình đặc biệt nghĩ tới là mình cần có cái sự sang trọng nhẹ nhàng, có cái sự quyến rũ như vậy, thì mình sẽ dùng bạn này. Đây là lọ Diptyque đồ sơn nha mọi người. Linh rất là thích Diptyque. Như mọi người thấy, Linh hay mua nến thơm của Diptyque và những cái lọ nước hoa của Diptyque, thì bây giờ Linh cảm thấy nó cũng rất là quyến rũ đối với cả mình. Thế nên đây là cái chai Diptyque đầu tiên mà mình từng sở hữu. Bạn này thì nó có tên ở một địa danh rất là quen thuộc ở Việt Nam, đó chính là ở Đồ Sơn ở Hải Phòng. Đây là cái nơi mà ngày xưa một trong những cái nhà founder của Diptyque đã từng sống với cả bố mẹ hồi còn nhỏ, và nó mang lại cái mùi hương mà khiến ông ý nhớ về cái quãng thời gian như vậy. Thế nên là mình nghĩ đây là một cái loại nước hoa nó hơi có cái ý nghĩa cá nhân một chút của cái người sáng lập. Nước hoa này của Diptyque á, thì khi mà mọi người ngửi vào á, nốt đầu mọi người sẽ ngửi thấy cái mùi hoa huệ trắng cũng như là mùi hoa cam, nó hòa vào rất là nhịp nhàng với cả nhau, và nó không bị theo cái kiểu như dạng là hoa huệ trắng theo cái kiểu gợi cảm đâu nhá. Rất là khó để miêu tả ấy. Nhưng mà ngay sau đấy á, thì nốt giữa mọi người sẽ ngửi thấy cái mùi hương hoa lài hay là hoa nhài rất là nhiều. Và cái mùi hương hoa nhài, hoa lài này Linh cảm thấy là nó sẽ hơi át đi nhiều hơn so với cả cái mùi hoa huệ trắng và mùi hương hoa cam ban đầu. Mang lại cho mình cái cảm giác nó hơi kiểu thanh tịnh á. Bởi vì trong cái nốt hương này thì mình có ngửi thấy được cái mùi xạ hương, nhưng mà nó kiểu ít thôi, và nó sẽ bổ sung thêm cho những cái mùi ở giữa, đặc biệt là cái mùi hoa lài. Theo như Linh nhớ ở trong cái miêu tả của nhãn hàng ở trên website á, thì bởi vì nó là một cái sự gợi nhớ của nhà sáng lập về cái cảm giác khi mà ở Đồ Sơn, khi mà ở cạnh bãi biển và ở trong một cái ngôi chùa ở hồi đấy cùng với cả bố mẹ. Khi ngửi cái mùi này á thì mình cảm thấy là như kiểu đang ở trong một cái ngày cuối hè, và cảm thấy được cái sự ấm áp ở những cái khoảng không gian ở xung quanh bên cạnh người thân. Và nó cảm giác, nó khiến mình cảm giác như là ngày xưa ấy, khi mà mình được nằm ở giường gỗ ở trên cái lớp chiếu tre mát lạnh ở lưng, và được bà kiểu quạt phe phẩy ngủ mùa hè. Bạn nào mà đang băn khoăn về mùi Đồ Sơn, hoặc là mọi người nói chung là có cái cảm giác giống, muốn có cái cảm giác giống như là Linh đã cảm thấy á, một cái sự an yên, thanh tịnh và nhẹ nhàng, cũng như là giống như kiểu đến một cái nơi nào đấy nó rất là xa cái chốn sâu bổ á, thì Linh nghĩ là bạn Diptyque Đồ Sơn này rất là phù hợp. Và loại Diptyque thứ hai mà Linh mua, và có thể là mọi người đã nhìn thấy qua trong những cái vlog gần đây của Linh rồi, đó chính là bạn Diptyque Elio. Khi mà mình nhìn thấy được cái tinh thần
theo qua lời văn diễn tả cũng như là cái hình ảnh của nó khiến mình cảm thấy hứng thú thì mình sẽ mua. Và thực sự thì mình mua bạn này trong cái thời gian giãn cách, và khi nhìn thấy cái hình ảnh của Địa Trung Hải này cũng như cái gì mà nó liên quan đến kiểu mùa hè rất là summer, rất là bãi biển, nó khiến mình cảm thấy có chút hy vọng. Cái độ bền của nó thực sự là sẽ rất là ít. Đây chính là cái mùi của hương xương rồng lê gai. Nói thật thì mình cũng chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương xương rồng lê gai ở ngoài đời thật cả. Nhưng mà nó là một cái mùi gì đấy rất là hơi kiểu thảo mộc ấy. Nốt giữa của bạn này này thì nó là sự kết hợp của hương cam bergamot cũng như là hương lài, thế nên là nó hơi có cái sự cam trầm nhẹ, hơi đắng nhẹ. Và cái mùi hoa lài này thì nó hơi như kiểu đồ sơ nhưng mà nó nhẹ hơn rất là nhiều. Cuối cùng trong bạn này thì nó có nốt hương cuối là mùi hương hoa diên vĩ. Cái mùi này thì nó giống như kiểu nó gói gọn những cái mùi hương kia lại, và khi mà xịt sau khi nó phai hơi một xíu khoảng tầm 10-15 phút thì mọi người sẽ thấy cái mùi hương này nó hơi gọi là fresh, nhưng mà nó có một cái gì đấy hơi creamy nhẹ, nó khiến nó cảm giác như là nó đang ôm hài hòa vào người, nó giống như kiểu mùi sữa. Như mình có miêu tả bạn này, cái độ bám của nó hầu như là rất là ít. Nếu như mà mình xịt thêm vào kiểu hơi ướp hương vào quần áo một xíu thì nó có thể hơn khoảng tầm 3 tiếng đến 4 tiếng đồng hồ, nhưng mà nếu mà mình xịt trực tiếp lên trên da thịt thì nó không bám được quá là lâu đâu. Mình quyết định là mình hay xịt bạn này lên kiểu ướp hương lên trên chăn ga gối này, hoặc là mình ướp hương lên trên quần áo hoặc là mấy đồ dùng của mình, hoặc là khi nào mà mình ở nhà, mình không có đi đâu xa nhiều cả, nhưng mà mình đang muốn refresh cái mùi hương cơ thể của mình để khiến cho mình cảm giác như là get ready hơn thì mình sẽ xịt cái mùi hương nhẹ nhàng như vậy. Cái mùi powdery ấy mọi người, và như Linh có nhắc thì Linh không có mê cái mùi powdery lắm. Mọi người cùng với cả loại sở thích về mùi hương giống như Linh thì Linh recommend là không nên mua bạn Ilio này, bởi vì nói chung là nó vẫn sẽ không phải cái mùi mọi người muốn sờ tới, muốn hướng tới hàng ngày, muốn xịt hàng ngày, và cái độ bền của nó thì cũng không được lâu lắm, và giá của nó thì không có rẻ. Rồi tiếp theo trên tay Linh là lọ Diptyque Eudescence. Đây là cái lọ mà Linh mua trong thời gian gần đây nhất, và bạn này thì thực ra là phiên bản limited edition. Linh săn được ở một cái shop mà bạn mình chỉ cho. Bây giờ thì nó có một cái lọ khác cơ, nhưng mà đây là một cái phiên bản limited edition với cả màu nó rất là xinh. Linh cực kỳ rất là thích những cái thiết kế của Diptyque, nói chung nhìn nó rất là aesthetic ấy mọi người, rất là kiểu nhìn nó rất là có thần thái và phong thái. Khi mà mở ra và ngửi lên ý, nó không phải là cái mùi cam quýt thẳng đuồn đuột giống như là Jo Malone, ví dụ như bạn Orange Blossom chẳng hạn. Không, nó sẽ không phải là cái mùi hương hoa cam như vậy. Bạn này thì nó có cái mùi hương hoa cam nhưng mà nó kết hợp với cả hoắc hương, nó hơi kiểu mang cái mùi thảo mộc hơn một chút ấy. Nó rất là giống cái mùi thảo mộc luôn mọi người. Nói chung là hoa cam mix với cả thảo mộc ban đầu, thế nên nó cũng là một cái gì đấy nó hơi kiểu elegant. Khi mà ngửi đến nốt giữa ấy, thì nó sẽ toát ra mùi, cái mùi hơi giống như những cái mùi của hương hoa màu trắng mà mình thích, nhưng mà nó sẽ dịu hơn một xíu. Nó vẫn bị cái mùi thảo mộc kia nó lấn át, và cái mùi hương hoa trắng này thì có vẻ như nó đến từ cái Angelica Root, dễ cây bạch chỉ, thế nên nó có cái cảm giác nó hơi ấm áp. Nốt hương cuối của bạn này thì nó được gói gọn với cả mùi quả đỗ tùng hay còn gọi là Juniper Berry, thế nên là nó sẽ nó vẫn sẽ kiểu hơi lai dai cùng với cả những cái mùi kia, nó không quá rõ rệt đâu, nhưng mà nó giữ được cái sự thanh hơi thảo mộc ngọt nhẹ và cái sự ấm ở mức giữa độ vừa thôi. Không hẳn nhá là cái tông kiểu refreshing mà mình sẽ dùng hàng ngày, nhưng mà nó khiến mình cảm giác như là mình muốn thử một cái gì đấy mới lạ, thế nên là mình vẫn khá là recommend cái mùi Eudescence này nhá. Le Labo Bergamot 22. Linh biết là đối với cả Le Labo thì Linh nghĩ là mọi người hay mua những cái lọ nước hoa kiểu mùi Santal 33 hơn, nhưng mà đối với Linh thì thực sự là Linh không hay kiểu chạy theo cái mùi xu hướng hay là mùi mà mọi người hay mua ấy. Mình thích mua cái gì mà nó liên quan đến mình hơn. Thế nên là tất nhiên đối với cả một người thích những cái hương citrus như Linh thì mình không thể nào mà bỏ qua được cái mùi hương Bergamot 22 với cả cái hương chủ đạo chính đạo, đó chính là cam Bergamot rồi đúng không? Chút gì đấy nó hơi đắng nhẹ hơn một xíu, nó hơi trầm hơn một chút, và nó có hơi một xíu nhẹ kiểu spicy. Nó spicy nhẹ thôi, Linh không biết miêu tả cái từ spicy này như thế nào cho đúng hơn, kiểu hơi cay nồng. Mới mua bạn này về á thì Linh ngửi mùi này, Linh cảm thấy mình biết là đây không phải là cái mùi mà mình ghét,
mình khá là thích nhưng mà nó chưa hẳn là cái mùi thân thuộc với cả mình. Thế nên lúc đầu thì mình sẽ hơi cảm giác như là phải suy nghĩ. Càng xịt mình lại càng thích cái kiểu mùi hương cam mà nó hơi trầm hơn, cái phong cách nó hơi điềm đạm hơn, nó hơi tĩnh hơn, giống như là cái mùi này, tại vì nó có một chút kiểu cam đắng á. Ban đầu mọi người sẽ được chào đón với cái hương bergamot rất là đặc trưng, nó kiểu như là lan tỏa ra luôn ấy. Càng ngửi vào cái hương giữa thì mọi người có cảm giác cái sự mà bóc tách những cái lớp vỏ citrus không phải của cam nữa, mà bây giờ nó chuyển sang hương bưởi. Nốt cuối của bạn này nó vẫn sẽ có những cái nốt mà kiểu khiến mình cảm thấy như là có một cái thảm cỏ xanh, bởi vì nó có cỏ hương bài, nhưng mà nó sẽ hơi quấn hút hơn, lạ thường hơn một xíu, bởi vì trong này nó cũng có cả hoắc hương nữa. Thế nên nó không phải là kiểu một ngày hè trong xanh mát lạnh, mà nó sẽ kiểu như là một ngày hè cuối hè và hơi đi vào về phía rừng hơn một xíu. Mùi của nó cũng không bị pha ke, mùi của nó rất là tự nhiên. Cái tinh thần của nhãn hàng ấy, nó khá là đồng điệu với cả tinh thần cũng như là tính cách của Linh, và đặc biệt là đối với cả những cái lọ nước hương như thế này thì nó rất là giống với cả mình một cách nào đấy ở cái độ tuổi hiện tại của mình bây giờ. Thế nên đối với mình thì mình cảm thấy là lọ nước hoa này nó khá là đáng với cả đồng tiền mà mình bỏ ra. Tiếp theo là những lọ nước hoa của nhãn hàng Narciso nhé mọi người. Linh có hai lọ liền cơ, bởi vì đợt gần đây thì Linh thấy là Narciso đã có gian hàng chính hãng ở trên Lastmore rồi, và mình cảm thấy là nhãn hàng Narciso này thì từ trước đến giờ mọi người review khá là nhiều, và Linh cảm thấy là chị em rave nó khá là tương đối á. Thế nên là Linh quyết định là có thử hai cái lọ mà gọi là tiêu biểu nhất của Narciso. Cái nốt hương của nó thì là những cái nốt hương rất là quen thuộc với cả sở thích của mình, như là hoa cam cũng như là hoa nhài hay là hoa lài. Thế nên là mình mới quyết định là sử dụng bạn này đầu tiên. Nó được miêu tả là một cái dạng powdery floral, tức là mùi hương hoa nhưng mà nó thiên hướng về kiểu hơi phấn hơn một chút. Và mặc dù là bản thân Linh thì không thích những cái mùi hương nó bị phấn quá, nhưng mà bạn này khi mà xịt ra thì ban đầu nó đúng là sẽ hơi bị phấn nhiều với cả cái sở thích bình thường của mình, nhưng mà mình lại rất là thích bạn này khi mà nó đã được lắng xuống sau khoảng tầm 30 phút một tiếng thì cái mùi powder nó cứ phai dần và nó cũng không bị quá là sộc lên mũi mình, kể cả ngay khi mà mình vừa mới xịt. Về sau nốt ở giữa thì là nốt hương cam và hoa lài quen thuộc của mình nó xuất hiện, thế nên nó bắt đầu hòa quyện vào một cách nhẹ nhàng hơn và hợp với cả gu của mình hơn, có thêm cái sự ấm áp bởi vì trong này nó có mùi gỗ cashmere. Linh thì không hẳn là thiên hướng thích mùi woody quá, nhưng mà mùi gỗ cashmere này nó ở mức độ cũng vừa phải. Mùi của bạn này thì nó khá là hợp với cả tính cách của mình, nó không có gì là quá là huyền bí cả, nó khá là straightforward, nó rất là thẳng tính á. Có một số bạn mà thích những cái mùi gì mà nó complicated hơn thì có thể mọi người sẽ thấy mùi này nó hơi đơn giản. Ví dụ như là mọi người có thể xịt lớp này ở dưới và mọi người kết hợp cùng với cả bạn For Her này, là cái lọ nước hoa tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu với cả mọi người. Mùi For Her và cái lọ này thì Linh thấy nó rất là đáng yêu. Nói chung là đối với cả nước hoa Narciso thì Linh thấy là cái aesthetic về cái packaging bên ngoài nó khá là phù hợp với cả những cái lọ nước hoa mà mình hay mua. Nó khá là đơn giản nhưng mà nó cũng sự tinh tế trang trọng nhất định. Bạn For Her này không phải là sự lựa chọn ban đầu, nhưng mình có chia sẻ là cái mùi Pure Mills thì khi mà mình đọc cái nốt hương á, nó cảm thấy gần gũi với cả sở thích của mình hơn. Nhưng mà mình thấy là mọi người hay recommend cái mùi màu hồng này, thế nên là mình cũng muốn thử xem nó như thế nào, bởi vì đợt đấy thì launching á, thế nên là nó cũng có khá là nhiều ưu đãi ok ở trên Lazada. Hương ban đầu á, mình sẽ cảm thấy có một sự ngọt ngào nhất định. Nó sẽ lên đầu tiên là mùi hương hoa đào và mùi hương hoa hồng. Nốt giữa của bạn này thì là sự kết hợp giữa xạ hương và hổ phách, tạo ra được cái mùi quyến rũ nữ tính, dễ thương, không phải kiểu quá là dừ ấy. Với cả bạn For Her này á, thì Linh cảm thấy là càng về cuối á, cái độ quyến rũ cũng như là cái độ gợi cảm nó sẽ càng tăng lên nhẹ dần dần, là bởi vì những cái nốt cuối nó có sự kết hợp của hoắc hương và gỗ đàn hương, thế nên nó sẽ tạo được cái độ trầm hơn, quyến rũ nhẹ nhàng hơn, hơi nhấn sâu hơn một chút so với cả cái mức ở giữa. Nó sẽ rất là phù hợp nếu như mọi người muốn mua online và mọi người đã khá
hơi chắc chắn về cái miêu tả của mùi hương này rồi thì mọi người có thể yên tâm mua và có thể ship đến tận nhà mà mình không phải đi đâu hết. Lần nước hoa tiếp theo mà mình có là một chai nước hoa của Chanel có tên là Coco Mademoiselle Le Privé. Linh không biết là tiếng phát đọc đúng không nhưng mà thôi mọi người đừng có bắt lỗi Linh nhá. Nhưng mà anyway thì cái lọ nước hoa này được Chanel thiết kế đặc biệt để sử dụng một cách private hơn, là nói chung là kiểu để chuyên sử dụng vào buổi tối hơn á. Có thể sử dụng như một cái chu trình, như một cái rituals để chuẩn bị cho bản thân xịt nước hoa vào buổi tối trước khi mà mọi người đi ngủ. Nói chung là nước hoa để bọn mình có thể sử dụng để mang lên giường và đi ngủ, hoặc là nói chung cái gì đấy nó rất là thầm kín, vẫn có một cái sự ngọt ngào nhẹ nhưng mà nó có một cái nốt hương nào đấy nó hơi sắc lên một xíu, khác với cả cái tính cách bình thường mà mình hay hướng tới với cả một lọ nước hoa. Nhưng mà bạn này á, thì khi mà nó ngửi càng lâu hay là khi mà nó hơi phai dần thì nó bắt đầu trở nên thân thiện hơn, mùi dạ hương lên khá là mạnh. Mà mình thì đấy, nói chung là những cái gì mà mùi dạ hương mình thích nó là phía cuối và ít hơn. Thế nên là lúc đầu thì mình cảm thấy là chưa thân quen lắm với bạn này. Nhưng mà ở nốt giữa của bạn này á, thì lại là những cái mùi hương mà mình khá là yêu thích và khá là thân thuộc. Mùi quýt này, mùi hoa hồng cũng như mùi hoa lài. Thế nên nó khá là thân thuộc với mình và mình cảm thấy bắt đầu kiểu được dễ chịu lại dần. Nói chung khi mà xịt bạn này á, bởi vì cái tinh thần của nó như vậy cũng như là mùi hương của nó như vậy, thế nên là mọi người sẽ cảm thấy có một cái sự kiêu sa, một cái sự lady nhẹ nhàng thì hoàn toàn có thể hợp với cả những bạn nào mà có tính cách tương đồng với cả cái loại nước hoa này là đang hướng tới để sử dụng hàng ngày hơn so với cả Linh. Nhưng mà dù sao thì đối với mình thì lọ này cũng là một cái lọ của Chanel mà mình cảm thấy khá là ưng ý và hài lòng. Không phải là mùi nước hoa mình sử dụng thường xuyên lắm, nó hơi gọi là ra khỏi cái vùng an toàn của mình, nhưng mà mình vẫn lâu lâu sẽ cầm sử dụng bạn này khi mà mình cảm thấy là lên hứng với cả có mood như vậy á. Giống như kiểu một cái bước khám phá nhẹ của mình á. Nó không phải là thường xuyên nhưng mà nó sẽ là một cái địa điểm để mình có thể lui qua lui lại, đi tới đi lui khi mà mình cần có một cái sự đổi mới. Cuối cùng trong tay Linh thì là một cái lọ nước hoa khác. Đây là lọ nước hoa của Byredo có tên là Blanche. Byredo thì là lọ đầu tiên cũng như là lọ duy nhất mà mình đang hiện tại sở hữu là mùi này. Bạn này thì việc ra mình mua hơi kiểu blind buy một xíu, blind buy hoàn toàn luôn, là mình thậm chí còn không đọc quá kỹ về cái miêu tả của mùi hương. Mặc dù mà mình biết là cái mùi này thì nó rất là nổi tiếng và nó hơi thiên hướng kiểu fresh hơn một xíu. Mình nghĩ là nó là sở thích cũng như là nó là cái lọ nước hoa best với cả số đông. Nếu như mọi người thích mùi fresh linen, nhưng đối với Linh thì không. Cố gắng thích nó nhưng mình không thể thích được ngay kể cả từ ban đầu. Đại loại thì trong cái bạn này á, mình cảm giác như là đây là một cái lọ nước giặt đắt tiền. Đây để mình mở ra đọc cho mọi người. Trong này á, thì nó có mùi aldehyde. Aldehyde thì là cái mùi tổng hợp của sáp, hoa hồng, quýt và mùi xà phòng nha mọi người. Mỗi lần mình ngửi mùi này mình sẽ thấy rất rất là đau đầu. Và nó có cái mùi phấn rất là rõ và nó rất là kiểu sắc và nó sộc lên mũi á. Thế nên là mình không recommend mùi Byredo Blanc này. Và lọ nước hoa Byredo Blanc này là cái lọ nước hoa mình chê nhiều nhất và cũng là lọ nước hoa cuối cùng mà mình sở hữu trong cái bộ sưu tập nước hoa mà mình đang có tại nhà của mình. Video này thì nó bao gồm cả hit and miss về nước hoa của Linh và Linh cảm thấy đây là một cái video khó nhất mà mình quay trong năm nay, bởi vì miêu tả mùi hương khiến mình cảm thấy rất là hồi hộp và mình cảm thấy rất là vui khi mà cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành hết, miêu tả hết được tất cả 12 lọ nước hoa mà mình đang sở hữu với cả mọi người. Và nếu như mọi người còn mới hoặc là mọi người quên chưa subscribe cho channel của Linh thì cũng đừng quên nhấn nút subscribe cho channel của mình để không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào trong thời gian sắp tới mà mình sẽ post. Còn bây giờ thì Linh sẽ tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Rất cảm ơn mọi người vì đã dành rất là nhiều thời gian để xem video này cùng với cả Linh, và cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có một thời gian vui vẻ, có một thời gian giải trí và mong là mọi người có thể relax khi mà xem video này của mình. Hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo trên channel của Linh nhé. Bye bye.